sông hoặc suối đấy là chia buồn để mưa và buồn về cho buồn trà cho ăn thì bây giờ quý vị tiếp tục buồn về cho trà cho ăn sư ca chúa và buồn về cho và cố và là gia đình đặc biệt ngày lấy
người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông được người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng trông được, nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn
để được ở Thiên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay việc xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Được minh họa phần nào đó qua cái chết của người anh em chúng tôi.
treo cho ban chảy của dương. Hai năm trước đây, cha Doan được chuẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo của người dạy, ung thư đại tràng. Và suốt 19 năm phục vụ trong tư cách là quý mục tại các giáo xứ Phong Lý, Hà Nội, Hồ Định, Liên Nghĩa, Vĩnh Thiện và Bảo Sơn, cha Doan luôn say mê với ơn gọi của mình. Cha đã chăm sóc hàng ngàn quý mục, dạy dỗ hàng trăm người trẻ có nhận giáo lý của Chúa, đã cử hành biết bao thánh lễ và các thánh tích. Cha cũng là một con người trẻ trung năng động, làm việc luôn chân tay và được đánh giá là một mục tử biết chu toàn trách nhiệm. Ngay cả trong giai đoạn đầu tiên bị nhiễm bệnh, dù phải đi xạ trị rồi hóa trị, cha vẫn khao khát ở lại giáo xứ với giáo dân, mong muốn được tiếp tục phục vụ mọi người. Vài tháng gần đây, các bạo bệnh tiến chuyển nặng hơn, khiến cha bị hành hạ vô cùng đau đớn, phải nằm liệt trên giường. Tất cả sinh hoạt đều phải cách nhờ người khác. Các bác sĩ, y sĩ, các cha, các thầy và đặc biệt là gia đình, người nhà, người thân, con cái của cha đã thay phiên nhau túc trực và chăm sóc cha. Không thể để xiết bao những hy sinh vất vả, công lao tận tình và cũng vô cùng cảm động mà những người thân đã dành cho cha qua. Giống hệt như Chúa Giêsu, từ khi bị bắt cho đến khi chịu chết, cha Gioan cũng bị đưa đi, bị lột quần áo, bị khám xét, bị người ta lần lại xa lánh, bị bắt phải ăn uống những thứ mình không thích, để rồi cuối cùng cha đã chết trong một khuôn mặt khác và hải trơ xương, giống hệt như thân thể của đấng treo trên thập giá. Đây chính là cuộc thương khó của cha Gioan. Cha đã dành hầu hết một đời kinh mục của mình để phục vụ người khác, và cuối cùng cha đã trao đó để người khác làm mọi sự cho mình. Tuy vậy, đây mới là điều quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và anh chị em. Giống như Chúa Giêsu, chính khi bất lực không thể làm được gì hơn, cha Gioan lại có thể trao ban sự sống và ý nghĩa cuộc đời mình cho người khác một cách sâu sắc hơn cả khi cha còn có thể phục vụ anh chị em giáo dân. Và vì thế, sự ra đi của cha Gioan không chỉ giúp chúng ta hiểu được và thấu cảm hơn với những người mắc bệnh nan y, những người bị khuyết tật và ốm nặng, mà còn giúp chúng ta hiểu chính thân phận của những người chúng ta khi cố yêu bất lực và cần được người khác quan tâm chăm sóc. Bài học tập giảng sẽ giúp chúng ta biết rằng cuộc thương khó là một phẩm tác phẩm do sự rung động của Chúa Giêsu. Trong sự rung động, Chúa Giêsu đã trao ban cho người khác không kém gì những người thành công. Và do đó, mỗi khi bị hạ mệt, bị bẽ mặt, đau khổ, thậm chí bị những người thương yêu hiểu nhầm vì bất cứ lý do gì, đó cũng là lúc chúng ta đang trải qua cuộc thương khó của chính mình. Và đây cũng là cái mình cần hy vọng. Khi đứng trước sự ra đi của cha Gioan, chúng ta tin và hy vọng rằng trong tư cách là một người tử, cha Gioan đã noi gương Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó để trao ban tình yêu và trao ban cuộc sống của cha cho chúng ta một cách sâu sắc và ý nghĩa hơn. Rõ ràng, Chúa Giêsu đã không chết một cách êm ái nhẹ nhàng sau một cuộc đời trường thọ. Ngài đã trải qua một cái chết to lớn tột cùng cho cuộc khổ nạn và thương khó khi mới ở độ tuổi 33. Tuy nhiên, cái chết này đã đem lại cho chúng ta sự sống. Hôm nay, sau hơn 21 thế kỷ, một đệ tử của Ngài, cha Gioan của chúng ta cũng bước vào một cái chết tương tự ở độ tuổi 49. Làm sao chúng ta lại không thể hy vọng cái chết này không mang lại ý nghĩa, không hú lúc thêm niềm tin cho chúng ta? Đúng hơn, chúng ta cần cảm ơn cha Gioan đã can đảm đón nhận cuộc thương khó của mình, giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta cần cảm ơn cha không chỉ vì tất cả những gì cha đã làm phục vụ cho giáo tập Thanh Hóa này, mà hơn nữa còn vì tất cả những ý nghĩa và bài học mà cha Gioan đã trao ban lại qua cuộc khổ nạn và thương khó của cha. Chúng ta sẽ hiểu đã tâm tình đó qua những lời này và nguyện tiếp tục cầu xin cho sự yên nghỉ của cha Gioan cho phần thưởng và Chúa Giêsu qua
qua cuộc khổ nạn của Ngài đã tặng ban cho cha và cho những đồng hữu thiếu sót của một kiếp người mong chóng được siêu thoát. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để cho đời con dâng làm nghi lễ, để cho niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa
Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!